Chúng tôi xin giới thiệu với quý khách về ba cái dòng bơm nước ngưng cỡ lớn dùng cho máy lạnh cỡ lớn. Đây là loại MD1000 phù hợp với máy lạnh có công suất tới 120.000 BTU và cột nước 9 m. MD1200 phù hợp cho máy lạnh tới 150.000 BTU và có nước tối đa 11 m. MD1500 công suất 200.000 BTU giờ và có nước tối đa 14 m. Kích thước của bơm là ngang là 324 mm, sâu là 160 và cao là 250 mm. Cái bể chứa này có dung tích là 3,8 lít. Bơm này đặc biệt có cái hệ van một chiều là chống chảy ngược, nên nước sẽ không chảy ngược lại vào trong trong cái bể chứa này và đảm bảo an toàn cho cái bơm. Ta sẽ cho bơm thử chạy không tải để thấy cái bơm, cái động cơ rất là mạnh như thế này. Đó, giờ đang chạy rất là mạnh. Bơm hạ xuống. Đó, giờ lên. Đó, rất là mạnh. Bơm này thì được chúng tôi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây có thể thấy là Made in Korea. Đó, và có đầy đủ COCQ, chứng từ VAT, hóa đơn VAT đầy đủ. Bơm được bảo hành toàn quốc 1 năm, hàng luôn luôn sẵn có. Quý khách có thể vào trong trang web bơm nước ngưng.com hoặc điện thoại cho số 0984 820021 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách.